anh ở, ở phòng giữa đó, anh sẽ kéo hai phòng lại với nhau. Thì hồi đó em là một cô bạn nữa qua. Thì khi qua tới nơi thì bắt đầu thì cả anh đó anh giới thiệu thế nào thì bạc này bạc khác luôn, hai bài treo thì bên. Hồi đó không bao giờ mà em hưởng thụ được cái cảm nhận cái nhạc này. Nói chung là hát được cái bài đầu tiên là tụi em muốn gục ngã, muốn đi về rồi. Răng, răng, muốn ngủ ấy. Dạ, không nghe được chị ạ. No, God, please, no, no! Xin quý vị dành tràng hoa tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào. Dạ, em chào anh chị. Xin chào anh chị. À rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Em là Phạm Thế Điển, năm nay em 31 tuổi, em làm kinh doanh. À, Điển là người vùng nào? Em là người Thái Bình. À, Thái Bình, biết hát chèo không? Biết chứ ạ. À, chút nữa chắc sẽ mời Điển để mà biểu diễn mấy tiết mục chèo mới được nha. Dạ. Còn em? Dạ, em chào anh chị, em là Phạm Thị Thủy. Em năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Và em đến từ thành phố Huế. Dạ. Huế, ồ. Thủy mộng mơ rồi, biết hát hò Huế không? Dạ, không ạ. Rồi, giờ là vui rồi, bớt rung rồi đúng không? Dạ. Ngài Điển cho tất cả quý vị khán giả biết là cái cuộc tình của hai bạn như thế nào? Bọn em quen nhau hồi xưa là bọn em đã sinh viên ở trường đại học Nha Trang á. Thì ban đầu bọn em chuyển tới cái khu trọ mới. Em ở một phòng, chồng em là ở phòng khác. Cái anh ở phòng giữa đó, anh sẽ kéo hai phòng lại với nhau. Thì hồi đó em là một cô bạn nữa qua. Thì khi qua tới nơi thì bắt đầu thì cả anh đó anh giới thiệu thế nào thì bạc này bạc khác luôn, hai bài treo thì bên. Hồi đó không bao giờ mà em hưởng thụ được cái cảm nhận cái nhạc này. Nói chung là hát được cái bài đầu tiên là tụi em muốn gục ngã, muốn đi về rồi. Răng, muốn ngủ ấy. Dạ, không nghe được chị ạ. Hai bây giờ nè, Điển thử, Điển tất vọng là anh có gục ngã không? Vâng. Bảo cái gì cho nhạc hóa tay để cho em... Điển nha. Lên đi có tinh thần. Mà hát cái bài đúng với cái bài mà cái đêm đó nghe. Vâng, thôi em cũng thể hiện cái bài hôm gặp vợ em là đầu ấy là em có thể hiện. Chứ đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa con mắt lướt lại, con mắt lướt lại bằng ba đứng gần. Em còn son, anh cũng còn son. Em còn son, anh cũng còn son. Ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Trời ơi, vậy mà dịch là sao? Em còn son, anh cũng còn son. Đôi ta lên vợ chồng son. Ủa cái đó dễ thương mà cái mặt chồng y chang vậy luôn hả? Mắt mà liếc qua liếc lại. Khi mà hát bài này là chồng em luôn là nhảy vậy á. Ngày xưa em mà hát bài này mà em thể hiện trên lớp là em chỉ cần gái. Anh còn son là các bạn gái nữa. À, em cũng còn son. Bị ghê đó chị. Dữ dội. Nhưng mà sau rồi cuối cùng là làm sao mà em yêu? Ban đầu thì tụi em không có ấn tượng gì cả. Con sáu đỏ thì trường tổ chức cầm trại. Thế em ở đằng này, con chồng ở đằng kia. Đứng đâu này tự nhiên thấy cái từng đi nó hơi kỳ, giọng dạng bao bao á. Thế là lúc đi về là đi đằng sau nữa. Chắc là để ý từ đó. Lý do là cái tướng đi như bà bầu. Dạ. Nhưng mà Điển từ lúc nào thì bắt đầu mới để ý cô này? Thực ra thì em cũng không để ý đâu, bởi vì vợ em ngày xưa thì thực sự là trong ấn tượng đầu tiên là xấu lắm. Đen, bởi vì là vợ em là gái Huế mà, nhưng mà cũng ở đó cũng nắng gió nhiều á. Đen. Nên là em đầu tiên em không có để ý. Nhưng mà về sau thì cứ hai phòng qua chơi thì anh em dần dần thân thiết thì chuyển qua bao giờ không biết nữa. Chắc là hồi xưa là đen lắm à? Đen. Bây giờ về chăm như cái nào đó mà giờ trắng rồi. Trắng hơn. Ngày xưa em vào toàn bảo là rồi như củ tam thất ấy. Rồi bao lâu thì tụi em lấy nhau? Quen 6 năm lận. Quen lâu vậy lấy nhau về là chắc không có cái điều gì mà phải... Dạ, đúng rồi. Khó khăn hoặc là thất vọng hay là này kia nọ đâu. Dạ, chỉ có một cái việc á là chồng có đi kinh doanh á thì có hay uống đôi khi thì cả nệ thì say thôi. Thì về thì có đôi hôm mình lo lắng quá đâm ra mình có nói chồng có lỗi, nhưng mà mình nói rồi thì chồng lật ngược lại, lỗi đó là của em, xong chồng nhận rồi mình hay lật ngược hết cờ đó. Dạ, khi nào về hết đó chị.
khi yêu đến khi cưới rồi là nó vẫn vậy. Nhưng mà lý do gì tại sao cứ về nhà là em cứ đổ lỗi hết cho vợ em vậy? Đi say xỉn về. Mỗi lần xỉn về vợ nói là em cũng phải xin lỗi chứ, nhưng mà khi mà say thì không biết cái gì nữa. Ừ. Mà vợ em thì nói nhiều xong rồi thành ra là không. Em không hài lòng thôi. Ừ. Rồi em quay ngược lại mà em bật ngược lại được ngay. Ví dụ thế này nè chị, quả đợt nhậu nhiều, thứ nhất là em lo đi đường xe cộ. Ừ. Cái thứ hai á là đi về nhìn cái dạng xấu lắm. Cái tượng nó xấu cực. Nhưng mà bầu đi hả? Dạ không. Giả sử như trận đầu tiên đi say về á là nhà mình, cái cọc nhà mình vậy này, không chui vào cọc nhà mình, đục lên cọc nhà người ta rồi xong khi nó mới vụt lại cho cọc nhà mình đi đôi vậy đó. Còn bữa thứ hai á là về nhà thì về ăn cơm cứ gục cái mặt vốn cái tô vậy á. Xấu quá hả? Nhìn cái tượng con bước đi là chân cao chân thấp, chân cao chân thấp vậy, nhìn cái tượng xấu lắm nên em thích vậy. Cái nào quay phim rồi cho anh trả con. Quay hoài. Em quay hoài là xóa. Em mà nhậu về là đánh đập em ghê lắm, đối xử với em. Ở vậy hả? Không. Đối xử tàn nhẫn sao? Thì bây giờ kể thật sẵn này khui thật xấu của vợ. Thì hôm trước quay clip lại mà em không ngờ là vợ em cái mặt em thế này mà tát 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 tát. Em không biết thôi đi. Không phải là biết lúc đó là sai xin xin, nhưng mà lúc sai về thì vợ làm gì thì cũng giống như biết mình có lỗi á, thì cứ là không biết luôn, cứ cười thôi. Vâng. Cười thôi. Khổ lắm. Hồi trước là em nói, nhưng mà nói có tác dụng là giờ về là em vừa quay em vừa đánh. Em bụng cho cái lỗ mũi thành đầy cà chua luôn. Nó khi nữa là thấy sao mình say để vợ đánh đâu, thế này là mình được cái nữa là bỏ. Cái đó là theo em là xấu hay là dễ thương? Ui trời xấu chị. Xấu quá luôn. Xấu quá luôn. Còn có gì xấu đâu. Không, bởi vì là bây giờ em nói không được. Thì em chỉ có cách là em làm về thì chồng em nhìn tự nhiên mình làm mất hình ảnh thôi, chứ ra chồng em tự thay đổi. Rồi giờ cho chồng nói thêm tật xấu nữa của vợ này. Ngoài cái đó ra còn cái gì? Chẳng hạn như mà đi nhậu mà có vợ em đi cùng, em cũng như thế nào ấy, về cũng không sao cả. Nó cứ vẫn vui như bình thường. Ừ. Nhưng mà chẳng may mà đi em mà đi một mình thì thôi. Ừ. Để về. Càng lắm rồi. Càng. Là chỉ có cái đó xấu thôi gì đúng không? Vâng, xấu thế thôi. Đâu có gì thế đó. Thôi gì? Vâng. Vậy là muốn thay, muốn vợ thay đổi cái gì? Hiểu cho chồng một chút. Chẳng hạn như chồng đi thì nhiều khi cũng là mục đích. Chẳng thay đổi là cảm thông cho chồng một chút trong vấn đề mà khi mà chồng đi nhậu một mình. Có đừng có quay phim lại nữa không? Không, cái đó thì chắc ưu tiên con quay. Ủa nhưng mà bây giờ tụi em là đã có mấy bé rồi? Dạ chưa. Chưa có nữa hả? Dạ. Mấy năm rồi cưng? Dạ 2 năm ạ. 2 năm. Dạ. Nếu thế chứ thì còn... anh Bin chúc hỏi nghịch vậy là biết rồi. Bây giờ em đứng em chúc đi. Không, bây giờ tụi em có muốn có con không? Dạ có chứ ạ. Hôm nay sẵn bộ đồ dĩa mới này anh chúc nha. Thôi bây giờ nè, đến đây gặp chương trình thì đó là một cái duyên đúng không? Dạ. Thì anh chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về thấy không? Tất cả mọi thứ sẽ phối hợp ăn ý ha. Hai vợ chồng sẽ điều hòa tất cả mọi thứ và mau chóng có tin vui đó. Dù gái hai trai là chỉ hai là đủ nha. Thôi xin cặp luôn đi. Còn nè chị nói nè, riêng về tụi em á, những cái điều mà nãy giờ tụi em tâm sự đó thì chị thấy một cái cảm nhận như thế này. Thứ nhất á là đúng là khi nhậu đừng nói nữa, nói á chồng mệt mà mình cũng mệt mà nó có nghe được đâu. Đó, nói ít thôi nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ là phê liền. Dạ. Đó, còn về phần em thì chị chỉ muốn khuyên em như vậy, phải chứng minh và thể hiện mình là người đàn ông trụ cột của gia đình, mà em phải là cái thế gọi là thượng phong, có nghĩa là em phải là kèo trên. Tại vì em là công việc kinh doanh là gần như là một thành phần gọi là trụ cột gia đình về mặt kinh tế, đúng không? Thì đồng thời em phải là cái người trụ cột cả về mặt tinh thần nữa. Mà con trai Bắc là thường là như vậy mà. Thế em phải phát huy cái việc đó. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc và mau có em bé. Chào em.